Sống đời chứng nhân thứ 6 mùng 3 tháng 11 2023. Sống đời chứng nhân hay chuyện khó tin. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính nhục mạ và sự lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Sống đời chứng nhân thứ 6 mùng 3 tháng 11 2023. Sống đời chứng nhân hay chuyện khó tin nhưng có thật. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong ngày thứ 6 đầu tháng, ngày mùng 3 tháng 11, thì giáo hội mời gọi mỗi một người anh chị em mình là đi viếng. Với nhà thờ thì chúng ta đã viếng rồi mùng 1, mùng 2 rồi. Còn từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn trong 8 ngày, từ ngày mùng 1 đến mùng 8, mỗi ngày được hưởng một lần. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Còn ngày lễ các thánh từ nửa đêm, từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày lễ cầu hồn, ai đi viếng nhà thờ, nhà nguyện đọc một kinh đại tra, kinh tin kính được hưởng một ơn đại xá. Nếu mà bị ngăn trở vừa rồi chúng ta chưa làm được thì có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật sau, tức là ngày mùng 5 tháng 11. Ngoài ra, khi anh chị em mình cùng nhau đọc một chuỗi mân côi, tức là 50 kinh, ở trong nhà thờ, ở trong nhà nguyện, hoặc trong hội đoàn hay trong gia đình, thì cũng được hưởng một ơn toàn xá cầu cho các linh hồn. Vì thế mà có một số người thì lần chuỗi riêng thì chúng ta chỉ được hưởng ơn tiểu xá thôi. Còn khi mình họp nhau lại, trong gia đình, trong cộng đoàn, họp nhau lại, để mình lần chuỗi chung với nhau, chuỗi mân côi, thì được hưởng một ơn toàn xá cầu nguyện cho các linh hồn. Và khi mình đọc kinh thánh với lòng cung kính lời Chúa như sách thiêng liêng ít là nửa giờ, hoặc là mình chầu mình thánh Chúa ít là nửa giờ, hoặc viếng 14 đảng thánh giá, thì mình cũng được hưởng ơn toàn xá cầu cho các linh hồn. Thì thưa anh chị em, ơn toàn xá hay ơn đại xá là ơn tha những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Tiểu xá là tha một phần hình phạt. Toàn xá hay đại xá là xả tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Mà các linh hồn bây giờ thì không còn cơ hội nữa để lãnh ơn toàn xá nữa. Thì chúng ta lãnh ơn toàn xá đó, chúng ta chỉ cho các linh hồn để trong mầu nhiệm tín, trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, các linh hồn được hưởng nhờ ơn toàn xá ấy bớt phần hình phạt ở luyện ngục, mau chóng được lên thiên đàng. Và khi lên thiên đàng sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta. Đó là lý do mà mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em lời Chúa phải một nửa tiếng, rồi đúng như quy định
để anh chị em nghe lời Chúa suy niệm. Thì mỗi lần nghe mà suy niệm hàng ngày như thế, chúng ta được ơn toàn xá và cầu nguyện cho các linh hồn. Còn nếu có giờ thì chúng ta có thể đi viếng 14 chợ đằng Thánh Giá. Có giờ chúng ta có thể đi chầu Thánh Thể 30 phút. Và một chuyện mà chúng ta rất dễ làm, đây là lần chuỗi lòng thương xót và chuỗi mân côi chung với nhau để lãnh ơn toàn xá, cầu nguyện cho các linh hồn. Ai trong chúng ta cũng có những người thân yêu mình đã qua đời. Và những người thân yêu đã qua đời bây giờ thì đang khát, đang mong, đang chờ. Chúng ta khát lắm, mong lắm, chờ lắm. Khát mong chờ Chúa, đó là cái hình phạt đau khổ nhất mà các linh hồn đang phải chịu. Vì biết được Chúa là đấng thánh thiện, nhưng mà mình chưa thánh thiện cho nên mình chưa thể lên đến với Chúa được. Biết rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, mà mình thì còn thiếu sót, chưa có lòng thương xót đủ, cho nên là phải thanh, phải luyện, phải tẩy sạch bụi trần để đến với đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đó là nỗi khát, nỗi mong, nỗi chờ. Đó là hình phạt đấy. Giống như hai người yêu nhau, nhìn thấy nhau mà không đến được với nhau, khát mong chờ, nhớ ơi là nhớ đến bất tận. Cái bài hát đó, em ơi, em ơi. Hay là lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người. Rồi các linh hồn này cũng khát mong chờ chúng ta nhớ đến họ để cầu nguyện, để lãnh ơn toàn xá, để dâng lễ làm việc bác ái, bù lại lúc còn sống trên trần gian những người thân yêu của chúng ta, những người đã khuất, đã không làm việc bác ái cho đủ. Bây giờ thì hết cơ hội rồi, chỉ có chúng ta làm dùm, làm thay, làm thế. Họ cũng đang khao khát. Rồi các người mà đã được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng là tất cả các thánh, không phải chỉ là những vị thánh được ghi trong sổ bộ, nhưng mà tất cả những người hưởng phúc trên thiên đàng cũng đang khát mong chờ chúng ta mau lên để cùng họp mặt nhau, giống như là bố mẹ đang ở bên Mỹ một cuộc sống hạnh phúc, khát mong đứa con của mình nó được đoàn tụ để nó cũng được hưởng hạnh phúc nhà cao cửa rộng như mình. Đó, cái khát mong như vậy đó. Và chính vì thế mà chúng tôi lấy chủ đề là hoài cảm trong tháng 11. Có lẽ anh chị em đang chờ bảo không biết tháng 11 này sau đầu tháng mà chưa thấy làm gì. Cho tôi xin phép được dành đến Chủ nhật ngày 19 tháng 11 để chuẩn bị cho một buổi diễn nguyện với chủ đề là hoài cảm. Thương hoài ngàn năm, chăm nhớ nghìn thương. Rồi những tôi vẫn nhớ. Bao năm qua dù xa thời nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u hoài. Tình yêu ấy làm sao quên, vẫn hoài mong nhớ chờ đợi. Tất cả cái đó nó làm cho con người mình không yên được. Mà không yên được không phải là buồn sầu chán nản, nhưng mà không yên được trong cái niềm khát mong, hy vọng, gọi là khát vọng, khao khát mong chờ. Tôi mới gọi là khát vọng, hy vọng, còn khát vọng còn mạnh hơn nữa. Mình khao khát, mình mong chờ được gặp nhau trên thiên quốc, khao khát mong chờ được gặp Chúa, mà Chúa cũng khao khát mong chờ để được gặp ta. Mà có khi ta thờ ơ, ta lãnh đạm, ta quay đi. Đó là điều mà chúng tôi đang suy tư ấp ủ cho chương trình diễn nguyện ngày 19 tháng 11. Xin anh chị em cầu nguyện để cho những cái chuyện khó tin ấy mà nó lại có thật. Vì rõ ràng chúng tôi không có ai có khả năng, mà cũng chẳng có điều kiện. Đâu có những ca sĩ đâu, đâu phải là ban thánh nhạc để mà có tất cả ca sĩ công giáo để quy tụ, cũng chẳng phải là một đoàn thể có thể quy tụ hay là kêu gọi ai cả, mà chỉ là một rúm người vô danh tiểu tốt lấy tên là Tín Thác Khát Vọng. Một cái ước nguyện duy nhất là loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất như Đức Giáo Hoàng mời gọi. Và chúng tôi làm công việc đó, dĩ nhiên người khen, kẻ chê, người trách cũng đủ hết. Nhưng mà vui nhất là gì? Vui nhất là người ta nghe và người ta được cảm nhận, được hoán cải, được thay đổi cách suy nghĩ của họ để sống tốt hơn. Đó là mục đích
Còn nếu mình làm thật hoành tráng, thật là nguy nga, thật là tốn công, tốn của, tốn tiền, tốn kém, mà ra về người ta chả có được cái gì cả, chả thay đổi cái gì cả, chả cảm nhận được gì cả, chỉ thấy ồ đông lắm mày ơi, ồ thò lắm mày ơi, ồ hoành tráng lắm mày ơi, toàn ồ, mày có cảm gì không, tao có thấy gì đâu, chỉ thấy to thôi, chỉ thấy hoành tráng, thấy tốn kém, rồi thấy công sức lắm. Có những khi anh em ngồi làm với nhau, biết rằng nếu mình thuê ca sĩ thì nhiên là hay hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mấy lần thì chúng tôi thấy là mình mời họ thôi chẳng phải thuê. Nhưng mà họ chỉ làm là đúng nghĩa là trình diễn, ca sĩ mà. Phải trình diễn, họ điệu đàn đủ mọi thứ, đúng nghĩa. Nhưng mà cái hồn toát ra ở đó thì lại không có. Cần cái hồn phải toát ra. Có khi nó không hay đâu. Có khi hát nó không có điêu luyện đâu. Không có truyền cảm đâu. Nhưng mà cái hồn người ta, tất cả những, Chúa nói với Thánh Faustina, ta thưởng công không phải bởi kết quả, mà bởi những hy sinh, những vất vả và tình yêu con đặt vào đó khi con làm công việc đó. Thì anh em chúng tôi cứ thế mà làm. Ai có khả năng gì, ai có sức lực gì, ai có tâm huyết gì thì cứ đưa hết ra. Mà đôi khi nó cũng đụng chạm nhau chứ, vì ai cũng thiện chí mà, ai cũng muốn hay mà. Hai cái hay nó đụng nhau thành cái dở sao? Thế không? Có khi hai cái hay thành cái hay hay, hai cái hay thành cái hay hơn, nhưng mà cũng khi hai cái hay thành cái bể. Cũng có khi, vì ma quỷ nó luôn luôn dùng cái cách đó. Ai cũng nói, tôi muốn tốt, tôi cũng muốn tốt, hai thằng muốn tốt, đụng vào cái rầm, ma quỷ vỗ tay, thắng. Thấy không? Anh muốn tốt, tôi muốn tốt, thì hai cái tốt của mình cùng tiến. Đấy là lòng thương xót. Cho nên sau mỗi lần thì chúng tôi ngồi lại rồi cầu nguyện, rồi tạ ơn Chúa và đón nhận những cảm nhận của anh chị em mình. Xin phép anh chị em cho chúng tôi được chia sẻ những cái cảm nhận mà đêm 29 tháng 10 vừa qua mọi người đến tham dự. Có những người trực tiếp đến và có những người coi trên online, như là người nước ngoài. Họ chia sẻ những cảm nhận sau đây. Con đã nghe xong đêm diễn nguyện Có Những Con Đường. Nghe xong con vẫn muốn nghe lại và nghe mãi. Càng nghe càng thấm và chìm ngập vào con đường lòng Chúa thương xót. Con đã nghe tất cả đêm diễn nguyện tại quán Cà Phê Khát Vọng. Mỗi chương trình có một điểm đặc sắc riêng và tràn đầy ý nghĩa. Nhưng đặc biệt đêm diễn nguyện Có Những Con Đường, con thú thật, ngay bài ca mở đầu của anh chị em Khát Vọng và Tín Thác đã làm con xúc động và tuôn trào nước mắt. Vì con cảm nhận con đã gặp được Chúa qua tiếng hát lời ca của anh chị em. Kế đến là những bài hát xưa bất hủ làm con nhớ lại thời con học ở Đại học Văn Khoa. Những kỷ niệm tuổi trẻ hiện về với những mối tình học sinh, sinh viên thật dễ thương. Nhưng những con đường đó không dẫn con đến với lòng thương xót của Chúa. Tiếp đến là những bài ca tràn đầy yêu thương của lòng Chúa thương xót để đưa con về với Chúa tình yêu và thương xót. Anh chị em hai nhóm Tín Thác và Khát Vọng trình bày với tất cả con tim tín thác và yêu thương, nên đem con cũng như mọi người đến gần Chúa luôn mãi. Đặc biệt trong buổi diễn nguyện lại thực hành lòng thương xót bằng những món quà dành cho người nghèo khó tật nguyền. Và tất cả những người tham dự cũng được món quà nữa. Thật là hạnh phúc. Con đã ước có được một cuốn sách Con Đường Tín Thác như vậy. Khi có ai về Việt Nam, con nhờ họ đến xin cha cho con một cuốn nhé. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời cha ạ. Con là người khá cứng rắn, luôn sống bằng lý trí. Mặc dù con cũng yếu đuối và lãng mạn, nhưng nhờ cầu nguyện con đã vượt qua tất cả và tìm thấy bình an. Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt cha thực hiện những đêm diễn nguyện luôn đầy ý nghĩa và sâu đậm lòng Chúa thương xót. Con tin chắc đã đánh động nhiều trái tim trái cứng, cũng như những người lầm đường lạc lối. Trong đó có cả con cũng là người tội lỗi, nhưng con tin tưởng Chúa luôn xót thương, không bao giờ bỏ con. Con luôn hiệp thông cầu nguyện cho cha,
cho anh chị em tín thác và khát vọng đơm bông kết trái tràn đầy vườn hoa lòng thương xót Chúa. Còn Minh Sương Ela, 70 tuổi, đang sống bên Hoa Kỳ. Con là Maria Hồ Thị bé năm, nhóm thiện nguyện tín thác. Lần thứ hai con được đồng hành cùng cha và nhóm tín thác cũng như khát vọng thân thương. Không khí đêm diễn nguyện diễn ra rất là sống động, rất rất vui và rất chuyên nghiệp. Con ngạc nhiên vì con biết trước đó vài giờ các anh chị em còn tập dượt chưa đều nhau. Mặc dù đi trên xe vẫn tập quyết liệt, nhưng khi vào diễn chính thì quá tuyệt vời. Cái cảm xúc đó nó nói lên tình đoàn kết, hết lòng vì nhau và cùng chung ý tưởng sống của anh chị em trong hai nhóm. Con cảm ơn từng cái ôm, từng cái bắt tay và cảm nhận được tình yêu thương qua ánh mắt của anh chị em. Trân trọng vô cùng. Trong buổi diễn nguyện, con nghe cha nói, có những người làm được nhưng không được làm. Có những người được làm nhưng không làm được hoặc không chịu làm. Câu nói đó của cha như xoáy vào tim con. Có lẽ không ai thấy được từ những việc đơn giản để mang lại kết quả tốt đẹp cho mọi người, thì cha đã cố gắng vượt qua và vượt qua những khó khăn như thế nào. Cha đã vác thánh giá để nhiều người có được bình an và cơ hội hoàn lương, có được những món quà cần thiết cho cuộc sống. Tạ ơn Chúa đã soi sáng dẫn lối cho vợ chồng con có cơ hội gắn kết cùng cha và anh chị em. Mỗi dịp đồng hành như vậy giúp con hoàn thiện bản thân, sống tốt hơn trong việc đạo cũng như việc đời. Con đã xem chương trình đêm diễn nguyện có những con đường tại Cà Phê Khát Vọng. Con nhận thấy rất là tốt, chương trình khá phong phú, một đêm cây nhạc, ca nhạc, cây nhà lá vườn thật tuyệt vời, rất có ý nghĩa. Cảm ơn cha và nhóm khát vọng tín thác, luôn đem tin vui đến cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha và hai nhóm được vạn sự bình an. Hẹn gặp lại ngày gần đây nhất. Còn Phêrô Nguyễn Mẫn đang sống ở Thụy Sĩ. Con là Phao-lô Nguyễn Vĩnh Hiệp thiện nguyện tín thác. Đêm diễn nguyện với chủ đề có những con đường, con đã coi và rất xúc động. Mỗi người chúng ta đều chọn cho mình một hướng đi, và nó sẽ dẫn chúng ta đến điểm mà chúng ta đã chọn. Cha đã dùng tấm lòng của mình để chứng minh cho mọi người thấy chỉ có một con đường duy nhất là đường tín thác và lòng thương xót của Chúa. Bằng chứng là có biết bao nhiêu người lạc lối tìm đến lòng thương xót, đã tìm thấy bình an. Cũng có rất nhiều được khỏi bệnh, có nhiều mảnh đời bất hạnh được cha quan tâm chia sẻ bác ái. Còn thấy ngày tĩnh tâm dã ngoại hay đêm diễn nguyện đều mang một ý nghĩa và đều có sự mầu nhiệm của lòng Chúa thương xót. Con tin với những gì cha và anh chị em đã và đang làm sẽ cảm hóa và giúp được rất nhiều người đang loay hoay chưa tìm thấy con đường mình đi cho đúng. Cầu mong cha luôn được Chúa che chở trên con đường rao giảng lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Tạ ơn Chúa về những gì tốt đẹp mà con nhìn thấy và học hỏi được từ nơi cha và hai nhóm. Tạ ơn Chúa, đêm diễn nguyện có những con đường hay quá. Đầy nhiệt huyết, có thể hay như những chương trình Paris by Night hay Asia. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, nhóm thiện nguyện, tín thác, nhóm khát vọng đã thực hiện chương trình. Con là Hồng bên Australia. Con đã xem chương trình đêm diễn nguyện có những con đường. Rất là tuyệt vời, có ý nghĩa và hữu ích. Các anh chị em hát rất hay, tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng rất mộc mạc, chất phác ý nghĩa, rất hữu ích cho chúng con. Lòng thương xót Chúa bao la, dám hát, dám nói, dám làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Xin chúc mừng các bạn. Con thật ái mộ và mến phục. Nguyện xin lòng thương xót Chúa đổ tràn đầy hồng ân đến cho các bạn. Hôm nay, con lại xem lại lần nữa từ đầu chương trình. Con nghe bức tâm thư cha đọc,
con rất xúc động và xót thương cho cha quá. Con chỉ biết nguyện xin lòng thương xót Chúa nâng đỡ và đổ tràn hồng ân trên cha. Con là một tân tòng tên là Thu, đang sống ở bên Đức. Là một tân tòng nhưng con luôn tín thác vào lòng Chúa thương xót. Con đã xem chương trình đêm diễn nguyện Có Những Con Đường, con thấy rất có ý nghĩa. So với những đêm diễn nguyện trước thì ngày càng hay hơn, nội dung phong phú, có ý nghĩa và các bài hát rất hay. Các anh chị hát cũng rất ấm áp, nghe mà như tan chảy tâm hồn luôn. Buổi diễn nguyện giúp con hiểu nhiều hơn về những con đường mà trước đây con đã đi xa, đi sai, đi lạc. Đặc biệt là bài hát nào cũng hay. Cảm ơn cha đã cho chúng con một món ăn tinh thần ngon như thế. Từ ngày biết đến lòng thương xót thì con không còn xem bất cứ chương trình nào khác ngoài nghe lời Chúa qua các bài giảng lòng thương xót của cha, các chuyên mục lòng thương xót trên trang tinthac.net và xem các đêm diễn nguyện tại quán cà phê Khát Vọng. Chỉ như thế thôi. Thường chúc cha nhiều sức khỏe. Chúc anh chị em nhóm Khát Vọng và Tín Thác luôn vui tươi, tràn đầy hồng ân của Chúa. Con là Lily ở Giáo Điểm Tin Mừng, Nhà Bè. Con thức suốt đêm xem hết chương trình đêm diễn nguyện Có Những Con Đường. Thật mộc mạc, đầy nhiệt huyết của những anh chị em nhóm Tín Thác và Khát Vọng. Mỗi lần coi những chương trình của cà phê Khát Vọng, thật sự con khâm phục cha và các bạn lắm. Thấy những con người được biến đổi nhờ lòng Chúa thương xót, cảm động lắm cha ạ. Con cũng cảm thấy mình được biến đổi nhiều lắm. Nhất là khi gặp chuyện gì trắc trở buồn phiền, con đều nhìn lên ảnh Chúa thương xót và nghĩ được rằng tất cả điều đó là do Chúa làm cho con trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và tín thác vào quyền năng của Chúa hơn. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chỉ có lòng thương xót của Chúa là vĩnh cửu. Đó là ơn mà Chúa ban cho con. Cảm ơn cha với những bài giảng lòng thương xót mỗi ngày. Cho con gửi lời thăm tất cả anh chị em nhóm Tín Thác và Khát Vọng. Xin Chúa ban ân sủng và bình an đến cha và mọi người. Con là Nghiêm Huyền, đang sống ở bên Hoa Kỳ. Con đã xem đêm diễn nguyện Có Những Con Đường. Bài hát mở đầu đầy ý nghĩa như một thông điệp. Trong cuộc sống biết bao con đường, mỗi người nên chọn, nên biết chọn con đường yêu thương thì mới nhìn nhận, mới biết chấp nhận mọi sự dù thế nào cũng là tốt đẹp bởi Chúa ban. Biết chia vui sẻ buồn với người chung quanh, không kể gần xa, không phân biệt. Con đường yêu thương đem đến sự bình an. Con thật sự vui lắm. Giáo Điểm Tin Mừng khép lại và cà phê Khát Vọng lòng thương xót sinh ra. Đúng nghĩa sinh ra hoa lợi, hoa trái thiêng liêng, không ai ngăn nổi. Cha ơi, câu hỏi mà cha đặt ra hôm đó, có những con đường tôi đã đi qua, những con đường ngập nắng và cỏ hoa, nhưng không hiểu vì sao tôi lại khát vọng con đường Tín Thác. Bao giờ mới có câu trả lời đây cha? Con là Đào Thị Trung, đang sống ở bên Đức. Thưa anh chị em, mới có 9 cái cảm nhận thôi, còn nhiều lắm. Mà tôi thấy vui ở cái chỗ là anh chị em ở bên nước ngoài họ chia sẻ cảm nhận nhiều. Chứng tỏ là họ đang khát, đang mong, đang chờ cái gì đó. Cuộc sống ở bên đó không thiếu về vật chất. Dĩ nhiên là khó khăn thì đâu chẳng có khó khăn, đâu mà chẳng phải làm, đâu có nằm ngồi chờ sung rụng được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, có lê làm thì vẫn có ăn. Còn đây nhiều khi không có công ăn, việc làm thì làm sao lấy gì mà ăn. Giữa cuộc sống bon chen vất vả ngược xuôi, giữa cuộc sống mà bây giờ người ta đang cảm thấy một cái khao khát, một cái mong ước, cái mong chờ, cái gì nó cao hơn là cơm áo gạo tiền, một cái gì đó mà nó thỏa mãn được những cái khát mong sâu thẳm, sâu lắng, sâu xa nhất của con người, đó là lòng Chúa thương xót. Mà bây giờ tìm đâu ra?
Có người nói con tìm trên trang web chả thấy có chỗ nào có. Có thì có đọc kinh thì có. Nhưng mà có những chương trình về lòng thương xót Chúa chuyên biệt như thế này thì không tìm thấy. Và chính vì thấy được cái sự khát mong, khát khao của mọi người, nhất là chị em hải ngoại, cho nên chúng tôi cầu nguyện và Chúa soi sáng cho làm những chương trình như thế này. Làm những chương trình mà trong tay không một tấc sắt, giống như là đi đánh nhau mà chả có một thứ vũ khí nào ngoài lòng nhiệt huyết, ngoài lời cầu nguyện, ngoài nhiệt tình, lòng thương xót. Rồi cho tới bây giờ, anh chị em hỏi tôi, có những con đường tôi đã đi qua, những con đường ngập nắng và cỏ hoa, thực sự thì có thật. Những con đường ngập nắng và cỏ hoa, đi du học, rồi đi du lịch, rồi đi làm này, làm cái kia. Những con đường ngập nắng và cỏ hoa thật đấy chứ. Nhưng mà không hiểu vì sao, cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao. Và có lẽ những anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đặc biệt là nhóm Tín Thác và Khát Vọng, có thể cũng không hiểu vì sao mà tôi lại khát vọng con đường Tín Thác. Không những đi, có khi chưa đi được, nhưng mà đang khát vọng. Không hiểu vì sao tôi vẫn khát vọng con đường Tín Thác. Nếu mà tìm được câu trả lời, chắc là Chúa nói với Faustina, có những vấn đề ta chỉ hiểu được ở đời sau mà thôi. Hay là có những kết quả Chúa chỉ cho ta thấy đời sau mà thôi. Giờ cứ làm, cứ vun, cứ sới, cứ cày, cứ bừa, rồi đi ngủ, mưa hay nắng không cần biết. Chúa cho lớn lên cây mọc, rồi đơm bông cái trái như thế nào, việc Chúa làm. Nhìn lại hơn một năm vừa qua, lâu lâu nhìn lại ở năm ngoái là mình làm chương trình tháng 11 là hát cho người nằm xuống. Năm ngoái mình làm chương trình mừng Thánh Gioan Phaolô 2 như thế này. Giờ năm nay làm như thế này. Năm ngoái làm chương trình tháng 11 là hát cho người nằm xuống, có tang, có tóc, có kháng chế, đủ thứ. Bây giờ mình làm chương trình cũng tháng 11 lật 108. Là khát, là mong, là đợi, là chờ, là hoài cảm, là thương, là nhớ. Đấy là điều mà người ta đang mong, đang chờ. Vì đến tháng 11 ta toàn là nghe về hơi người nhớ mình là bụi tro, rồi thì cuộc đời là thoáng qua, rồi thì nhạt phai, rồi thứ này thứ khác. Đúng không ạ? Chỉ là bụi tro, là hư vô, rồi ra khóc lóc u sầu. Nhưng mà đâu phải. Bài hát mà chúng tôi chọn, có thể anh chị em nghe quen, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai. Mắt nhắm lại rồi tương lai mình tịt ngòi được còn gì đâu mà đi là ngược đời như thế à? Ừ? Trời ơi, tội nghiệp nhỏ đẹp, hoa khôi đang lên mới ấy xong, giờ ung thư nằm xuống, mắt nhắm lại rồi tương lai còn gì đâu, đang ngồi gật gật lên nè, thấy gì đâu tương lai gì đâu, mà bây giờ mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai. Cho nên có những con đường ngập nắng và cỏ hoa thật. Nên anh chị em mình có khi con đường danh vọng, con đường chức tước, con đường địa vị. Có những bạn nói ở ngoài con làm tháng mấy chục triệu, con vào trong quán cà phê Khát Vọng làm vừa đủ ăn, chả có lương gì cả. Mà tôi tính ra là mỗi em một ngày, hai mươi mấy em một ngày, mỗi đứa cả ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, có khi tối nó đói ăn bữa nữa, mà mỗi đứa vừa tính ra là tiền ăn chỉ có đúng $1 là 30, được hai mấy, 30 ngàn, 30 ngàn đi, coi chừng một, coi tính là $1 một đứa. Nghĩ thử coi, đang là vai rộng áo dài to con tốt tướng khỏe như thế mà ăn một ngày có $1 nó vẫn sống, mà sống vui sống khỏe nữa. Mà nhiều đứa muốn xin vô nữa. Thì đó, mình thấy chuyện khó tin. Nhưng có thật. Những cái chương trình mà chúng tôi thực hiện đều là chuyện khó tin. Tại vì khi các em tập, nhất là tập gì đó, con là một loài hoa. Bây giờ mình đi kiếm khúc hát một loài hoa, mình đi kiếm một người hát hay, hát điêu luyện thì dễ. Nhưng mà không phải trong nhóm Tín Thác là sao đấy. Nhưng mình đi thuế, phải không ạ? Mà bổn mạng của mình mà. Tôi nói bổn mạng của mình thì tất cả hay hay giờ cứ khát vọng Tín Thác mà làm. Nhóm nào cũng cứ tự lòng hết sức của mình.
Nhóm Tí Thất bảo tụi con toàn là chợ bắt đi công tác bày lội rừng lội suối với lại đi cầu nguyện với lại đi vác gạo, không có bao giờ tập hát tập hò tập văn nghệ gì đâu. Bây giờ tập rồi cứ loay hoay tập với nhau vậy thôi, tự biên tự diễn ra, rồi bây giờ kiếm được người hát hay hơn bây giờ không ra, thế không ạ? Mà nếu muốn người hát hay hơn thì nhờ người khác đến hát, như vậy thì mất ý nghĩa, thế không ạ? Đó, mình làm cho chính mình trước đã, phải cảm nhận đã. Họ đến họ hát họ đâu thấy ý nghĩa rằng họ chỉ là một bông hoa dại đó. Chúng ta, tôi với anh chị em, các bạn thiện nguyện Tín Thác khát vọng là những bông hoa dại ven rừng, bông hoa khờ, hoa dại. Người ta bỏ đi có khi người ta đạp đi rồi. Chúa lượm lên sải đỡ, thằng này thì xì ke, thằng này thì nghiện ngập, nhỏ kia thì mấy năm đứng đường rồi. Mấy? 5 năm. Còn bé kia bỏ nhà đi từ mấy tuổi? 15 tuổi, cả 10 năm nay rồi. Toàn những bông hoa khờ, hoa dại, hoa nát, hoa tan, hoa te, hoa tả, hoa tơi rồi. Đâu ai hãnh diện vì mình chuyên nghiệp hay mình gì đâu. Thì tôi nói thôi việc anh em mình làm với nhau đi. Rồi những chương trình khác có thể mình làm hát có thể hay hơn. Nhưng mà tự chính em làm. Cho nên tập vất vả lắm. Tập không có thời giờ, toàn dân đi học đi làm chứ đâu phải là ca sĩ nó ngồi nó tập suốt ngày đâu. Anh chị em thấy không ạ? Khác chứ. Nhưng nếu mình so sánh chúng tôi với ca sĩ thì nó lệch quá. Có ai những người chuyên nghiệp thì lệch quá. Đô Rê Mi nó còn chưa biết nốt là nốt nào cơ mà. Biết gì đâu. Biết Đô Rê Mi là gì không? Bảo Đô Rê Mi là chắc là gì sập sắm xì gì đó. Khái thế. Đánh bài cũng quen rồi chứ còn sập sắm xìn gì thế chứ. Cù lũ gì đó. Phải không? Là cà rô chuẩn bích thì không biết chứ còn... Rồi rượu ngoại, rượu nội thì biết phải không? Chứ bây giờ bảo nó Đô Rê Mi biết gì đâu. Mà bây giờ bắt tập hát. Thằng nào cũng trẹo miệng nó hát. Rồi bảo nó múa vào tay nó toàn bốc xếp biển. Bảo nó con là một loài hoa làm sao làm. Thưa anh chị em, Chúa làm. Rồi các em nó phải thú nhận rằng là làm được như vậy là cố gắng hết sức. Còn Chúa làm kết quả như thế nào để cho Chúa. Chúng tôi không có quan tâm nữa. Để cho Chúa. Vì có phải mình làm đâu, Chúa làm mà. Và chính cái đó lại tác động nơi người coi hơn là ca sĩ chuyên nghiệp. Chúng tôi coi nhiều chương trình chứ, toàn ca sĩ gạo cậu, mà những cái pano ca sĩ này rồi có hình nổi tiếng, đêm diễn nguyện ở nhà thờ này, nhà thờ nọ, đủ hết. Nhưng mà điều quan trọng là người tham dự có cảm nhận được điều gì hay không? Có trầm cảm hay không? Có trầm lắng để mà cảm nhận được hay không? Cho nên, tới bây giờ, thưa anh chị em và các bạn, vẫn chưa tìm được câu trả lời là tại sao có những con đường ngập nắng và có hoa, có những con đường tôi đã đi qua, nhưng không hiểu vì sao tôi lại khát vọng con đường Tín Thác. Thôi, hẹn. Lên trên, tìm câu trả lời. Con đã coi đêm diễn nguyện có những con đường ở cà phê Khát Vọng rồi. Thật là một đêm ca nhạc đầy ý nghĩa. Hai MC và các anh chị đã hát lên những bài hát từ tận đáy lòng, sâu trong trái tim, đã chạm tới trái tim của con. Vì con đã đi sai con đường về tiền bạc mà bỏ Chúa 1 năm 6 tháng. Lễ Chủ Nhật lúc đi lúc không. Vì ham tiền lo buôn bán, muốn kiếm được nhiều tiền, con đã làm cho Chúa buồn. Chúa đã nhắc nhở con với 2 căn bệnh là suy yếu cơ và rối loạn thần kinh. Tạ ơn Chúa. Nhờ má vợ của con mà con đã biết đến lòng Chúa thương xót với chuỗi kinh lòng thương xót lúc 3 giờ. Chúa đã chữa lành bệnh suy cơ cho con, còn bệnh rối loạn thần kinh. Tạ ơn Chúa đã giữ lại bệnh đó để cho con tới với Chúa gần hơn với chuỗi lòng thương xót 3 giờ mỗi ngày, để nỗi đau của con được kết hợp với nỗi đau của Chúa trên thập giá, cho con yêu mến Chúa nhiều hơn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha đã cho con một buổi diễn nguyện thật sự đầy ý nghĩa. Con Tony Huỳnh ở Texas, Hoa Kỳ. Nếu mà không được Chúa sở chạm, 2 căn bệnh, 1 căn bệnh được Chúa chữa, còn 1 căn bệnh Chúa chưa chữa,
thì thường là người ta làm cái gì? Xin Chúa chữa tiếp. Trai con được khỏi rồi, còn cái nữa xin cha tiếp tục cầu nguyện cho con. Tôi đọc được nhiều lá thư như vậy. Con đỡ rồi nhưng mà xin cha tiếp tục cầu nguyện cho con. Còn đây, con tạ ơn Chúa giữ lại căn bệnh đó, để cho con tới Chúa với chú kinh lòng thương xót mỗi ngày, để kết hợp nỗi đau của con với nỗi đau của Chúa trên thập giá, để con yêu mến Chúa nhiều hơn. Dám không? Thế không? Chỉ cần một người họ cảm nhận được điều này thì tất cả những mồ hôi, nước mắt, có khi cả máu mình đổ ra trong những đêm diễn nguyện như thế cũng bỏ công xứng đáng lắm rồi. Hallelujah! Ta ơn Chúa! Hallelujah! Ta ơn Chúa! Hallelujah! Ta ơn Chúa! Con xin chia sẻ cảm nghiệm về đêm diễn nguyện có những con đường. Xuyên suốt đêm nhạc này, con cảm thấy những bài hát rất hay, lời bài hát đầy ý nghĩa, nhắc nhở mọi người và cách riêng bản thân con giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường. Xin chọn con đường yêu thương để chấp nhận nhau dù có khác biệt nhau, dù cho kiếp người có nhiều đắng đót chua cay, nhưng lòng thương xót Chúa luôn tràn đầy ân sủng và bình an. Đặc biệt là bài hát cuối, anh Khoa đã sướng lên băng reo, nhóm khát vọng cùng nhóm tín thác đáp lại hùng hồn, làm con nổi da gà. Giọng anh Khoa rất hùng hồn, dứt khoát, tuyên xưng mạnh mẽ, niềm tin tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, và phải luôn bám chặt vào Ngài. Nhóm khát vọng và nhóm tín thác đáp lại thật mạnh mẽ hùng hồn. Mặc dù con đường lòng thương xót có gặp những đau khổ, nhưng đó chính là đường đưa tới vinh quang. Còn thấy hai MC này vui vẻ, hoạt bát và tương tác rất tốt với nhau, làm cho đêm diễn nguyện hào hứng hơn. Cuối cùng, nghe bức thư của cha, còn cảm động và khâm phục đức khiêm nhường và đức vâng lời của cha. Con cũng cảm nhận được rằng khi cha nhận bài sai thuyên chuyển cha đi trong lúc giao điểm tin mừng đang ở đỉnh cao, mà cha sẵn sàng vâng phục ra đi, không thắc mắc, không phàn nàn, cũng không phản kháng gì. Tạ ơn Chúa đã ban thần khí hướng dẫn cha luôn sống theo và sống đẹp lòng Chúa. Nhờ vậy mà bây giờ lòng thương xót Chúa đã được lan rộng khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, đặc biệt là những người ngoại giáo. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria gìn giữ cha và nhóm khát vọng cùng nhóm tín thác luôn có được sức khỏe dồi dào, tràn đầy thần khí để có nhiều đêm diễn nguyện thật ý nghĩa và tuyệt vời, hầu giúp ích cho mọi người. Con là Hà Phạm, đang sống bên Hoa Kỳ. Con đã coi video đêm diễn nguyện Chủ nhật 29 tháng 10 tại Cà phê Khát Vọng. Thật cảm động và con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha đã luôn giúp những con người tội lỗi quay về với lòng thương xót của Chúa để được Chúa thứ tha cứu giúp, rồi ra đi loan báo, làm chứng và thực hành lòng thương xót Chúa. Cảm ơn cộng đồng lòng thương xót Chúa, các bạn tín thác và khát vọng đã dấn thân để cứu giúp bao người đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Cầu xin Chúa ban cho cha và anh chị em bình an, mạnh khỏe. Con là Ngọc Tâm, đang ở bên Đức. Thưa anh chị em, đấy là những chuyện khó tin. Nhưng có thật. Tại vì nếu mà coi một chương trình như thế, rồi là cây nhà lá vườn, nếu mà có một chương trình không có gì gọi là chuyên nghiệp được, không có khả năng, không có điều kiện, mà lại đánh động nơi con người, mà làm cho con người ta bị cuốn hút, mà làm cho người ta thay đổi được suy nghĩ, được lối sống, thì chỉ có Chúa làm được. Chỉ có Chúa làm thôi. May coi một bộ phim hay là coi một màn kịch mà nó thay đổi được, làm gì có chuyện đấy. Cùng lắm, tôi cũng coi phim, cùng lắm là nhỏ mấy giọt nước mắt, cùng lắm là tức quá, bị oan vậy mà không đạo diễn gì mà nó để cho nó chết tức quá. Nhiều khi tôi coi phim tôi tức, tức xong rồi tôi đi ngủ, chả có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của tôi cả, trong suy nghĩ của tôi cả. Nhưng mà người ta coi rồi người ta cảm thấy đối chiếu lại cuộc sống của họ, khó là cái đó đó. Một sứ điệp nào đó mà Chúa muốn nói với họ, nói với con người đấy, có thể cũng chương trình ấy, 10 người coi, 10 người có cảm nhận khác nhau. Có những người khen và cũng có những người chê, chuyện là chuyện bình thường thôi. Có một bạn nhắn tôi là
cha cũng nghe cả mặt tích cực và mặt tiêu cực. Cha đừng buồn nhá, bảo không sao đâu. Tại vì chúng tôi có hoàn hảo bao giờ đâu. Vẫn cần phải lắng nghe biết bao nhiêu lời góp ý chứ. Để chúng tôi cố gắng hoàn chỉnh hơn thôi chứ không có bao giờ đến hoàn hảo hết. Chứ bây giờ chúng tôi bảo là hoàn hảo, cần phải hoàn chỉnh hơn nữa. Ấy vậy mà người ta thay đổi được. Đâu phải đơn giản. Rồi người ta bảo lấy gì mà làm? Bán vé kia mà còn bây giờ ấy trọng lên còn bao nhiêu là gánh hát, bao nhiêu rồi tụ điểm ca nhạc, sập tiệm hết, đóng cửa hết đấy chứ. Còn đây không bán vé mà lại có quà đem về, được ăn, được nói, được gói, đem về. Có bao giờ có chỗ nào như thế? Đó là chuyện khó tin. Nhưng có thật. Ai làm? Chúa làm. Chúng tôi chả tay không tức sạch. Chả có gì. Suốt ngày bị đè, bị dọa, bị hù, bị dập, bị đủ thứ. Sống mà cứ thấp tha, thấp thỏm, biết là còn sống mai, còn sống hay không, mai nó có cho làm hay không, mai như thế nào. Nhưng mà vậy mới gọi là tín thác chứ. Còn biết chắc chắn là có người bảo lãnh, có người bảo kê, có người tài trợ, rồi có người bao nhiêu tổ chức có đủ hết tất cả mà có làm được đâu. Có nhà tài trợ, có người bảo kê, phép tắc đạo đời đầy đủ hết. Có khi cũng làm đấy, nhưng mà người ta có được ơn hoán cải, có quay trở về hay không? Người ta có được cảm nhận, có một cái sự suy nghĩ để đối chiếu cuộc đời người ta khi người ta coi một chương trình đó hay không? Cái điều đó chúng tôi xin thú thật, chúng tôi hoàn toàn không thể làm được. Chỉ có Chúa làm mà thôi. Còn anh em chúng tôi cố gắng hết sức mình. Vì chính mình khi làm cái đó, mình cũng được biến đổi trước đó. Mình cũng được biến đổi trước đó. Bài hát đó tôi bảo hát nữa, hát cho đến khi mà thuộc lòng, hát từ trái tim của mình tôi mới chấp nhận được. Chứ phải hát mà cứ đứng mà nhìn cái đó, chơi chơi rồi hát cho nó xong đi xuống thôi, miễn. Và càng không bao giờ chấp nhận chuyện hát nhép nữa thì càng không bao giờ. Thế thì nó sao hay được. Ca sĩ chuyên nghiệp kia mà những vũ công múa chuyên nghiệp kia thì khi mà múa thì họ chỉ hát nhép thôi. Họ thâu sẵn, rồi họ nhảy, họ múa. Đời nào mà vừa nhảy vừa mà hát được, hơi đâu mà nhảy, hơi đâu mà hát. Đây không, diễn vừa hát, vừa nhảy vừa hát. Cho nên những lúc mà diễn, các em bảo cái này hay làm sao thì cái nó trái tim mình mách bảo mình sao mình làm như vậy đi. Mình phiêu đi, mình quên hết tất cả đi, chỉ có mình với Chúa thôi. Và nó xảy ra như vậy. Đó là chuyện khó tin. Nhưng có thật. Và bây giờ thì chúng ta khép lại chương trình chứ phải không? Hết giờ rồi phải không? Thế cứ giơ tay mãi rồi. Mấy anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 115, hát bài trông cậy Chúa, hát câu phiên khúc 2 rồi trở lại điệp khúc. Cầu nguyện cho các linh hồn. Và anh chị em nhớ là đi viếng nghĩa trang. Nếu không có viếng nghĩa trang thì mình đến những nhà chờ phục sinh, nơi để hài cốt. Mình viếng từ ngày mùng 1 đến mùng 8. Hôm nay là mấy cái ngày mùng 3, thì còn 5 ngày nữa nha, cố gắng. Rồi họp nhau lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi. Rồi họp nhau nghe lời Chúa để lấy ơn toàn xá cầu cho các linh hồn. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tình yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi. Ngàn năm soi anh tin vui, con luôn trông cậy Chúa. Khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Chim con vào lòng Chúa son thương.
xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chim con vào lòng Chúa xót thương. Nhận chim con vào lòng Chúa.